Thanh đĩa, thanh đĩa. Bây giờ anh bò cái được không? Rồi được. Anh bò xè quá, nhổ một củ đinh lan chúa đó, anh bò mình nhà thôi. Củ đinh lan chúa đúng không? Ê. Tí nó ra thì nhổ. Bây giờ em hỏi nè, gốc bưởi gì là bán bao nhiêu được gốc? Cái nào? Bán cái đó, bưởi đó, ngày bưởi trồng 20 năm đấy. Nguyên vườn bưởi nhưng mà vừa đầu người ta mua hết rồi, ngoài bắt vô nó mua hết rồi, còn cái mấy gốc đó anh để lại thôi. Đấy, 1 triệu đâu có bán. Anh tính đi 20 năm mà nó làm cái đất này á. Ừ, anh em đông dành thứ không à. Dành nó đồng dành. Cái giấy gì vậy? Anh em đông dành đông chứ. Ao đây đụng vô sát biển đâu á, đâu có ở đâu. Ngày xưa là cái đầu nhà em á. Cái giấy vậy có miếng ghép lại vậy. Tự cái này. Trước kia là biển. Miếng ghép xong đưa vô đất miền Tây này hết á. Đất miền Tây em thấy. Nó lấy cái thằng sao kia trong á. Nó ghép miếng này. Miếng ghép. Hay à. Đó, mày có nó không có anh em tự động ấy, tự động ấy. Đâu có đâu. Mấy cây lâu rồi mà. Lâu chưa đâu gì mày ghép mở được. Qua xứ nó có cây là mít. Mít cái gì? Mít ghép gốc. Đây nè, ghép đây đây, thằng dưới gốc là sao kia. Sống hồi giờ đang tự quỷ. Ghép gốc đúng rồi, toàn là cái gốc ở dưới nó to, cái ngọn nó nhỏ mà. Chứ không phải là cái mít nó trồng lên. Đây là mua mít ghép mà. Này nó cháy lần lần hả vậy, để thử lần lần đi. Bao nhiêu năm đó thôi anh? Nó đợt đúng nó rồi. Bao nhiêu năm nó thôi là nó sẽ chết. Mình sẽ trồng lại, mình trồng lại cái khác. Nó vậy nè. Nó thằng ra này, chỗ đây này là sao kia nè. Đúng rồi, còn ở trên đây là mới là nhánh mít Thái nè. Dạ. Kinh doanh hả? Kinh doanh là phải chơi kiểu này nó mới chịu nổi hả? Bẻ cái quàng bị quê cái gì? Thái nó không có ngon như mình không thường. À, quá mà từ già tới bây giờ mới đoán lăng thì quậy thấy sao què biết cái đủ lý chị Tư với ở ra bao nhiêu năm mà chị không biết luôn mà không phải nó dám chưa bao giờ bước mà tới bây giờ mà chỉ đang tới đây hết ra đi vô đúng rồi đất ngoài đó đâu phải có chị Tư đâu rồi đất ở trong đây có chị Tư mà bây giờ em nói nè mít này á đang đúng đó đi từ ngàn dâu về đây á chưa vừa bước thấy cái giường nhưng mà ra tới đây đe vô là mấy cái là cái đất này bây giờ nó đang đấu giá nè ngoài đất á người ta đã đặt rồi mà em chưa có bán bảo mà nó chống chọi được cả này là anh biết rồi thấy không nhà bay mà góc nó đâu có lấy bao nhiêu ông ngoài là mua quá tí nước luôn rồi thì 50 năm gì trước rồi vậy ở đây là của hầu ông của con gáo hôm nay đi ăn trộm ớt. Mấy đứa nhỏ coi à, ăn được cái gì không à, chốt nè. Bạn bưởi hả? Bưởi kia là trồng 20 năm đó con. Quá có bưởi đó là có như 5 năm là chưa hái đó con. À. Đó, bưởi đó người ta trả là một gốc là 15 triệu chưa bán đó. Có 20 triệu đó là như bán. Đó, để đậu đây. Đúng rồi. Dù cái này gần cái chứ mà 50 triệu mới bán. Đúng rồi. Vậy chứ. Nghe vậy. Mày vô mày thấy cái ẩu cái vườn năm vườn ba mày chưa? 20 triệu, thấy 20 triệu mới bán cho người khác thì dưới 20 triệu đi cho anh ba không lấy tao lấy. Cái ẩu đó, ẩu trước nhà đó. Dòng mít này là ra chỉ có một năm một là đã có là hết bây giờ không như nguồn gốc riêng mít này là năm em thấy toàn là kiến thức hai không em mới quay lại cho người ta nghe có cái cốc đây có gì nữa à cái cốc này có gì nữa à là cốc hậu nhập năm đầu tiên ở bên Úc qua tới bây giờ là thấy không còn gốc nữa cái này là của thời ấy Napoleon chứ không phải là thời của Pháp đâu đi lên luôn à đúng rồi giới thiệu đinh lên nữa em ba giới thiệu đinh lên luôn đinh lên á cái ỏi mày coi gì đâu giới thiệu đinh lên à thánh gặp thánh rồi tí cầm vô để không cần mấy bạn bên đây tính làm rối loạn hết cái cây ốc đó sao ạ à?